Tổng cục Du lịch vừa tổ chức hội nghị tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam với sự tham gia của đại diện các địa phương, trọng điểm du lịch, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, tư vấn và giới chuyên gia trong lĩnh vực này. Đánh giá tại hội nghị cho thấy, trong giai đoạn 2015-2018, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng đột phá từ 7,9 triệu lượt lên 15,5 triệu lượt, mức tăng trung bình là 25% một năm, mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, tính đến tháng 7 năm nay, tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại. Trong đó, thị trường lớn nhất là Trung Quốc đã giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ít nhất là năm nay thị trường Trung Quốc không giảm. Chúng tôi hy vọng tăng khoảng 5% thôi, thì máy ra các thị trường khác nó có thể bù lại và chúng ta mới hoàn thành được nhiệm vụ là 18 triệu. Còn tôi nói lại là câu chuyện của chúng ta chấn chỉnh các hoạt động du lịch, tour không đồng là vẫn phải làm, nhưng khách vẫn phải tăng. Các ý kiến tại hội nghị tập trung đưa ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục duy trì đa tăng trưởng về lượng khách. Trong đó tăng cường liên kết giữa các ngành địa phương để trong công tác quảng bá xúc tiến, đa dạng hóa các sản phẩm giải trí về đêm và có các chính sách ưu đãi để tạo thuận lợi cho du khách quốc tế. Việt Nam đang đứng trong top 5 điểm đến mùa hè yêu thích của du khách Nhật. Tuy nhiên tỷ lệ khách quay trở lại Việt Nam còn thấp nên tôi nghĩ là ngành du lịch Việt Nam nên mở văn phòng đại diện tại Nhật và đẩy mạnh các hoạt động quảng bá xúc tiến nhiều hơn. Ưu tiên về chính sách nó rất là quan trọng. Đặc biệt là chúng ta phải ưu tiên cho các cái đường bay mới, các cái hàng không mới bay đến Việt Nam nhiều hơn để mở cửa những cái thị trường mới. Ngoài ra, để kéo du khách quay trở lại nhiều lần, nhiều ý kiến nhấn mạnh cần giải quyết các bất cập về an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm tại các điểm đến, đặc biệt cần xử lý nghiêm các vụ chặt chém, ứng xử thiếu văn minh với du khách. Môi trường và an ninh trật tự thì tôi cho rằng hai vấn đề đó là cấp bách và cần thiết để các cái địa phương phát triển du lịch như Nha Trang, Khánh Hòa quan tâm. Thì hai cái vấn đề này nó ảnh hưởng rất nhanh và nó có sức lan tỏa rất nhanh trong cái cộng đồng xã hội, đặc biệt là cái cộng đồng mạng như hiện nay. Để đạt mục tiêu đón ít nhất 1,5 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng từ nay đến cuối năm như Bộ trưởng yêu cầu, các đại biểu cũng nhấn mạnh vai trò đầu mối của Tổng cục Du lịch trong vấn đề liên kết, phối hợp, huy động sức mạnh tổng hợp giữa các cơ quan trung ương, địa phương, các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư và giới truyền thông.